2022 thì mình sẽ thử sức trong vai trò là một mentor mới và mình sẽ rất rất thêm nhiều mentee ở trong văn phòng ạ. Và mình, các bạn sẽ cùng cố gắng với mình nhé. Năm 2022, tôi mong muốn là năm nay là một năm bùng nổ, là tôi dẫn dắt ít nhất là 4 mentee đi tham dự cái chương trình 2023 và đặt mục tiêu của văn phòng là 20 MDT trong năm 2022. Khi mà được tham gia chương trình dẫn dắt đồng hành này với tư cách là một người đồng hành thì Trúc cảm thấy Trúc vô cùng may mắn khi có một người dẫn dắt đồng hành với mình. Và cái mà để được đạt được kết quả như ngày hôm nay ấy, thì thực sự mình phải luôn luôn chia sẻ, sẵn sàng chia sẻ tất cả những cái khó khăn trong công việc với cái người dẫn dắt mình. Và mình cũng phải luôn luôn trau dồi học hỏi để nâng cao kiến thức và kỹ năng của mình thì mới có thể cùng người dẫn dắt đạt được cái mục tiêu đó là MDIT. Khi công ty ra một cái chương trình đồng hành dẫn dắt thì Thúy thật vui mừng khi được tham gia cái chương trình này. Và mình tự hào là một người dẫn dắt để dẫn dắt bạn đồng hành cùng có thể tiến lên phía trước. Sẽ trở thành những MDIT trọn đời của công ty. Với những cái chia sẻ thì mình sẽ luôn luôn là đồng cảm cũng như là chia sẻ tất cả những cái kỹ năng, kiến thức mà mình có được với bạn đồng hành để mình cùng nhau phát triển, tiến lên. Là một MDIT, tôi sẽ dẫn dắt nhiều người khác đã MDIT.